Nằm bên dòng sông Hồng êm đềm, Hưng Yên là một địa điểm du lịch đầy cuốn hút. Không chỉ nổi tiếng với trung tâm thương mại sôi động, Hưng Yên còn được biết đến khi mà sở hữu những di sản văn hóa và lịch sử vô cùng đa dạng và lâu đời. Và nếu bạn đang dự định tham quan vùng đất này, hãy nắm vững thông tin, bởi Hưng Yên có rất nhiều chùa, đền và kiến trúc cổ độc đáo. Ngay sau đây thì hãy cùng Blog Travel Việt khám phá về danh sách những địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất tại Hưng Yên qua video này nhé. 1. Chùa Nôm. 2. Phố Hiến. 3. Đình Chử Đồng Tử. 4. Làng Nôm. 5. Chùa Phúc Lâm. 6. Làng Hương Cao Thôn. 7. Cánh Đồng Hoa Quốc Chi. 8. Làng Thủ Sĩ. 9. Làng Nghề Tương Bần. 10. Hồ Bán Nguyệt. 11. Văn Miếu Xích Đằng. 12. Ngôi Đình Trăm Cột Đa Ngưu. 13. Đền Gành. 14. Đền Phượng Hoàng. 15. Chùa Viên Giác. 16. Làng Nghề Trạm Vàng Bạc Huệ Lai. 17. Chùa Thái Lạc. 18. Cụm Di Tích Đa Hòa, Dạ Trạch, Hàm Tử, Bãi Sậy. Một, Chùa Nôm. Chùa Nôm là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà các bạn không nên bỏ lỡ khi đi du lịch Hưng Yên. Theo sử sách, ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1680 trong thời Hậu Lê. Trước đây thì Chùa Nôm được biết đến là ngôi đại tự hoành tráng nhất ở miền Kinh Bắc, thường được gọi là Linh Thông Cổ Tự. Hiện nay, Chùa Nôm không chỉ là một nơi dành cho tâm linh mà còn là nơi các ông bà cụ họp mặt trò chuyện về đạo lý. Ngoài ra, Chùa Nôm còn lưu giữ hơn 100 pho tượng cổ từ đất Nung. Với giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh, Chùa Nôm đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Với vẻ đẹp cổ kính của ngôi chùa này, hòa quyện với không gian thiên nhiên bình yên, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo không thể tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Thứ hai, Phố Hiến. Phố Hiến là một trong những địa điểm tham quan Hưng Yên nổi tiếng, nằm giữa hai phường là Lam Sơn và Hồng Châu. Khu vực này có diện tích khoảng 5 km², được hình thành từ thế kỷ thứ 13. Trước đây, vào thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, Phố Hiến từng là trung tâm thương cảng quan trọng nhất của cả nước. Mặc dù đã trải qua rất nhiều biến đổi lịch sử, tuy nhiên ngày nay, Phố Hiến vẫn giữ lại được những giá trị văn hóa quý báu của các ngôi chùa cổ và các kho tượng Phật nghìn năm tuổi. Tại đây thì có các công trình kiến trúc nổi bật như là Đền Mẫu, Hồ Bán Nguyệt, Chùa Hiến, Chùa Chuông. Tất cả đều mang đậm dấu ấn của lịch sử và văn hóa lâu đời của Hưng Yên. Thứ ba, Đền Chử Đồng Tử. Đền Chử Đồng Tử cũng là một trong những địa điểm tham quan Hưng Yên thú vị, gắn liền với truyền thuyết về tiên dung Chử Đồng Tử của người Hưng Yên. Và đây là ngôi đền nằm trong truyền thuyết Văn Lang có từ thời vua Hùng Vương thứ 18. Tại đây thì thờ Chử Đồng Tử, một trong tứ thần của tín ngưỡng dân tộc. Vợ ông là công chúa Tiên Dung, con gái của Hùng Vương thứ 18. Đền Chử Đồng Tử thì gồm có hai khu chính là đền Đa Hòa và đền Dạ Trạch. Mỗi năm tại hai ngôi đền này, lễ hội Chử Đồng Tử sẽ được tổ chức, thu hút rất nhiều cư dân địa phương và du khách đến để tham gia. Đây là nơi các bạn có thể khám phá về di sản lịch sử và trải nghiệm văn hóa độc đáo của Hưng Yên. 4. Làng Nôm. Khu quần thể Làng Nôm, địa điểm tham quan Hưng Yên cổ xưa và độc đáo, được xem là một trong những làng cổ lâu đời nhất ở trong vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Khi các bạn đặt chân đến Làng Nôm, các bạn sẽ bị thu hút bởi những hình ảnh thân quen của cuộc sống làng quê như là cây đa, bến nước, sân đình và những ngôi mái tranh xa xa. Mặc dù đã trải qua rất nhiều sự phát triển và những thay đổi, tuy nhiên Làng Nôm vẫn giữ được vẻ đẹp thôn quê giản dị và đáng quý. Tất cả các kiến trúc tại đây đều bao phủ bởi lớp rêu phong, có niên đại là hàng trăm năm. Và đặc biệt ở trong làng có Chùa Nôm, ngôi chùa tâm linh hiện đang lưu giữ hơn 100 pho tượng gốm sứ độc đáo. 5. Chùa Phúc Lâm. Gần đây thì Chùa Phúc Lâm đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hưng Yên, tọa lạc trong một miền quê yên bình ở Bắc Bộ. Ngôi chùa thu hút sự chú ý với kiến trúc dát vàng độc đáo, khiến du khách liên tưởng đến ngôi chùa vàng ở Thái Lan.
Và tại chùa Phúc Lâm, các bạn không chỉ có cơ hội được chiêm ngưỡng kiến trúc tinh xảo mà còn cầu lộc và bình an cho người thân và bạn bè của mình. Chùa cũng là nơi thích hợp để tìm sự bình yên, giải thoát khỏi những lo âu trong tâm hồn. Với công trình giác vàng lấp lánh, khung cảnh hoàng hôn tại chùa Phúc Lâm sẽ mang lại ấn tượng đẹp mắt, càng tạo điểm nhấn cho sự thư thái và yên bình. 6. Làng hương Cao Thôn. Làng hương Cao Thôn thuộc xã Bảo Khê, Hưng Yên, và nay là một trong những làng nghề sản xuất hương lớn nhất trên cả nước, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km. Hương từ làng Cao Thôn nổi tiếng với chất lượng tốt và có mùi hương đặc biệt. Và cũng giống như tương bần, hương Cao Thôn cũng đã được xuất khẩu sang một số quốc gia. Khi đặt chân đến làng này, du khách sẽ ấn tượng trước hàng loạt những que hương được rải từ đầu cho đến cuối làng, tạo nên một bức tranh đầy ấn tượng của làng quê Việt Nam. Ngoài ra thì mùi thơm dịu dàng của hương cũng sẽ đưa du khách vào một trạng thái bình yên và thư thái. 7. Cánh đồng hoa Cúc Chi. Cánh đồng hoa Cúc Chi tại Hưng Yên chính là một điểm đến khá là thu hút các bạn trẻ đến check-in, đặc biệt là vào dịp gần Tết. Địa điểm tham quan Hưng Yên này thì nằm tại thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang. Tháng 1 là lúc những nụ nhỏ của bông Cúc Chi sẽ nở hoa, khoe sắc rực rỡ. Và nhìn từ xa, cả cánh đồng như một biển lụa vàng chói lọi, khiến bạn không thể khỏi say đắm và mê hoặc. Khi đặt chân đến đây, các bạn không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa mà còn cảm nhận được sự phấn khích và niềm vui trong mùa thu hoạch hoa. Và đây chắc chắn sẽ là điểm đến tuyệt vời để các bạn tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và không gian thư thái. 8. Làng Thủ Sĩ. Làng Thủ Sĩ là một làng nghề truyền thống tại Hưng Yên, vẫn luôn giữ trong mình một nét đẹp cổ kính qua nhiều năm nay. Đến đây, du khách sẽ được đắm chìm trong một không gian làng quê thực thụ, một nhịp sống bình yên không thể có ở chốn đô thành thị. Và trong những ngày thời tiết đẹp, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đóa hoa bằng tre, nứa rực rỡ trên sân trước của các nhà dân. Các bạn có thể trò chuyện với những người dân mến khách, ngắm nhìn đôi bàn tay tài hoa của họ đan nứa và vọt tre, và lắng nghe họ kể về những câu chuyện rất đỗi thân thương xoay quanh tình làng nghĩa xóm. Có thể nói thì làng Thủ Sĩ chính là nơi các bạn có thể trải nghiệm sự bình dị và chân chất, đậm chất của vùng nông thôn của miền Bắc. 9. Làng nghề Tương Bần. Khi nói về các địa điểm tham quan Hưng Yên nổi tiếng, không thể bỏ qua làng nghề làm tương bần ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hảo. Làng nghề làm tương bần nổi tiếng này thì với tương bần ngon nhất của cả nước và xuất khẩu ra cả thế giới. Tương bần từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong bữa cơm gia đình ở miền Bắc, gợi nhớ hương vị quê hương cho những người con xa quê. Nguyên liệu để làm tương bần thì không khó tìm, tuy nhiên quá trình chế biến lại đòi hỏi sự công phu và thời gian. Để tạo ra những bát tương thơm ngon, vàng ươm, cần một sự kỹ thuật và kinh nghiệm rất lớn từ các người thợ. Ghé thăm làng nghề này, các bạn sẽ có cơ hội theo dõi quy trình làm tương bần, trò chuyện với những người thợ giàu kinh nghiệm và trải nghiệm nét đẹp lao động tại miền quê Bắc Bộ. 10. Hồ Bán Nguyệt. Nằm tại trung tâm thị trấn Hưng Yên, Hồ Bán Nguyệt tinh lặng và yên bình, tô điểm thêm vẻ đẹp duyên dáng giữa cuộc sống sầm uất của thành phố. Hồ có hình cong giống như vầng trăng khuyết, đó là phần sót lại khi mà dòng sông Hồng bị chuyển hướng. Và chính từ đó, cái tên Hồ Bán Nguyệt đã ra đời. Giữa một cuộc sống sôi động của thành phố, Hồ Bán Nguyệt như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, mang đến một không gian trong lành và thơ mộng. Mặt hồ trong xanh và phẳng lặng, một bên là bốn bề cây xanh, còn bên kia là cuộc sống đô thị sôi động. Các bạn có thể đạp vịt ở trên hồ, ngắm cảnh, hoặc là thong dong tản bộ, hòa mình với thiên nhiên yên bình và tươi mát. 11. Văn Miếu Xích Đằng. Văn Miếu Xích Đằng tọa lạc tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đây là một trong những địa điểm du lịch Hưng Yên quan trọng. Nơi này được xây dựng để thờ Khổng Tử, người thầy tiêu biểu muôn đời, và Chu Văn An, người thầy mẫu mực của triều đại nhà Trần. Khuôn viên của Văn Miếu thì rộng gần 6 hectare với các công trình kiến trúc đồng bộ như là Tam Quan, Nhà Tà Vu, Nhà Hữu Vu, Tòa Đại Bái, Trung Từ, Tòa Hậu Cung và rất nhiều công trình khác.
Văn miếu Xích Đằng đã trở thành biểu tượng của sự hiếu học và văn hóa ở Hưng Yên trong hàng trăm năm qua. Và đây cũng là địa điểm tham quan quen thuộc của du khách và là niềm tự hào của người dân Hưng Yên. Ngôi đình Trăm Cột Đa Ngưu. Địa điểm tham quan Hưng Yên này nằm trên một địa điểm cao đẹp tại thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Ngôi đình Trăm Cột Đa Ngưu đã tồn tại gần 7 thế kỷ và bao gồm có 3 tòa: Tiền Đình, Trung Đình và Hậu Cung. Các cây cột ở trong ngôi đình này được xây dựng từ 101 cây gỗ, tạo nên một kiến trúc độc đáo, mang đặc trưng của thời kỳ Lê Trần. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức kiến trúc độc đáo mà còn được lắng nghe những câu chuyện về tài năng và trí tuệ của các người thợ Việt Nam xưa. 13. Đền Ghênh. Đền Ghênh tọa lạc tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Văn Lâm, Hưng Yên, được xây dựng từ năm 1115. Là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử của Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ý Lan, bà là một phụ nữ tài đức vẹn toàn, là bậc mẫu nghi thiên hạ được rất nhiều người sùng bái vì tận tâm với đất nước và nhân dân. Địa điểm tham quan Hưng Yên này hiện lưu giữ các di vật quý giá như là pho tượng Hoàng Thái Hậu, thạch sàng, kính thiên đài, lọ lộc bình cổ và tấm bia đá ghi chép lịch sử trùng tu đền. Các di vật thời nhà Lý như là tượng chim uyên ương, chân tảng đá kê cột, cổng sủi và dấu tích thần đạo với một tầm quan trọng lịch sử thì vào ngày 2 tháng 2 năm 1993, Đền Ghênh Hưng Yên đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 14. Đền Phượng Hoàng. Đền Phượng Hoàng tọa lạc tại thôn Phú Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phú Cừ. Đền nằm trên một khu đất thoáng đãng có hình chim phượng. Nhân dân xây đền tại đây với hy vọng sẽ mang lại nhiều điều tốt lành. Đền thì quay về hướng Tây, phía Bắc là sông Đoàn Kết. Đền thờ nàng Cúc Hoa, vợ của Tống Chân hay còn gọi là Lương Quốc Trạng Nguyên. Cúc Hoa là một người con gái tài năng, có tấm lòng nhân ái. Bà đã hy sinh cuộc sống sung túc của mình để theo chồng và hỗ trợ chồng trong việc học hành và thành danh. Dù xa chồng 10 năm, Cúc Hoa vẫn trung thủy và tình nghĩa. Đền Phượng Hoàng được xây dựng trên chính nền ngôi nhà mà Cúc Hoa đã từng ở. Sự hy sinh và tấm lòng của bà đã trở thành tấm gương cho phụ nữ sau này. 15. Chùa Viên Giác. Chùa Hương Lãng hay còn được gọi là Chùa Lạng nằm tại xã Minh Hải, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Đây là một ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông, được xây dựng vào thời nhà Lý khoảng năm 1115. Chùa là một trong 72 ngôi đền và chùa do Lê Hậu lập nhằm giải oan cho 72 cung nữ đời vua Lý Thánh Tông. Tuy nhiên, chùa đã bị sụp đổ vào năm 1954. Trong khu vực phế tích của chùa còn tồn tại một số những di vật quý giá từ thời nhà Lý và nhà Trần, bao gồm có cột đá, sấu đá, đặc biệt là một tượng sư tử. Tượng sư tử này là một phần của một phiến đá lớn được chạm khắc để tạo ra hình dáng của một linh thú, người dân địa phương thường gọi là ông sấm. Địa điểm tham quan Hưng Yên này đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Làng nghề chạm vàng bạc Huệ Lai. Nhắc tới làng nghề vàng bạc Huệ Lai, mọi người sẽ liên tưởng đến những món đồ trang sức bạc. Đây là nơi sản xuất ra các sản phẩm trang sức nổi tiếng từ xưa cho đến nay. Trước đây thì thôn Huệ Lai chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và cuộc sống khá là khó khăn. Tuy nhiên, khi nghề chạm vàng bạc phát triển, người dân đã thêm nghề này vào cuộc sống, tăng cường thu nhập và phát triển kinh tế. Kỹ năng của các người thợ cũng đã được cải thiện đáng kể, các sản phẩm ngày càng trở nên tinh xảo hơn. 17. Chùa Thái Lạc. Chùa Thái Lạc còn được gọi là Pháp Vân Tự, là nơi thờ Phật và thần Pháp Vân. Ngôi chùa này được xây dựng vào thời nhà Trần, năm 1225 đến 1400, với một kiến trúc độc đáo mang phong cách nội công ngoại quốc. Chùa thì bao gồm tiền đường 5 gian, 3 gian thượng điện, 2 dãy hành lang mỗi bên với 9 gian và nhà tổ 7 gian. Khi đến đây, các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và khâm phục trước tinh ý của người xưa. Họ đã xây dựng ngôi chùa này trên một gò đất rất là cao, được người dân gọi là trên lưng con rùa. Hai bên dòng nước chảy ra sông giống như hai con rồng con trầu vào rồng mẹ. 18. Cụm di tích Đa Hòa, Dạ Trạch, Hàm Tử, Bãi Sậy. Cách trung tâm Hưng Yên khoảng 35 km về phía Tây Nam, cụm di tích Đa Hòa, Dạ Trạch
Hàm Tử bãi sậy đã trải qua rất nhiều biến cố, thiên tai và tác động của con người, tuy nhiên vẫn giữ lại những giá trị văn hóa vô cùng phong phú. Đền Đa Hòa xây dựng trên một khu đất hình chữ nhật cao và bằng phẳng. Đền này tái hiện cảnh du thuyền của công chúa Tiên Dung ở trên bến thuyền. Đền Dạ Trạch, ngôi đền hình chữ công ở làng Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, gắn liền với truyền thuyết Nhất Dạ Trạch. Hàm Tử, di tích lịch sử nổi tiếng tại xã Hàm Tử, ghi dấu chiến công của nhà Trần trong cuộc chiến chống Mông Cổ. Bãi Sậy, di tích lịch sử ở xã Tân Dân, liên quan đến cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo từ năm 1885 cho đến năm 1892. Trên đây là một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hưng Yên mà các bạn nên ghé thăm khi có cơ hội du lịch tới mảnh đất này. Hãy dành thời gian khám phá những địa điểm thú vị này để có cơ hội trải nghiệm sự thanh bình, vẻ đẹp hoài cổ và lòng hiếu khách của người dân Hưng Yên các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.